まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう。Xin chào mọi người, mình là Trang đây. Hôm nay mình phải mang một chút đồ sang phòng mới nên tiện thể mình quay room tour sơ sơ về căn phòng mà mình sắp ở và giới thiệu cho mọi người nha. Thì căn phòng này hiện nay mình vẫn chưa mua đồ gì vào. Các đồ trong căn phòng đều là đồ của chủ nhà trang bị nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Let's go! Xin chào mọi người, đây chính là cửa chính của phòng. Thì ở đây cái phần đi vào nó sẽ thấp hơn cái sàn nhà một chút. Mình rất là thích cái điều này, tại vì nước nó hay là mọi người đi vào ấy, cát bụi nó sẽ không bị dây lên sàn nhà. Sau đó thì là đến khu vực bếp luôn. Thì ở đây sẽ là một cái bếp từ hay bếp điện gì đó. Và bên cạnh là cái chậu rửa bát. Và chậu rửa bát này thì bên Hàn dạo này trời khá lạnh và đóng băng ấy, nên là phải mở cái phần nước nóng vào để nhỏ giọt như thế này để nó không bị đóng băng. Và ở đây thì chủ nhà có trang bị cho mình cái máy giặt cửa ngang, rồi các thứ. Và ở đây là cái chậu ở dưới. Thì trong này có chỗ để dao này. Và hôm nọ thì mình mới mang sang đây hai cái chai baking soda để mấy hôm nữa mình sẽ dọn dẹp lại một lần nữa. Ở đây thì bác chủ nhà bác thuê người dọn dẹp rồi, nhưng mà mình vẫn muốn dọn lại. Ở khu vực này thì cái này là cái để thoát hiểm ấy, giống như là cái mà để đập kính khi mà xảy ra cái chuyện gì, sự cố gì đó. Ở đây thì có hai cái móc này. Mình cũng không biết là những cái móc này là do cái chị ở đây trước dán hay là bác ấy dán. Và ở đây là cái điều khiển của điều hòa. Nhà mình nghĩ là mình sẽ phải bóc ra và dán lại, bởi vì đây là khu vực bếp ý, nấu nó sẽ bị bắn lên đây, nên là mình sẽ phải dán lại cái này. Và ở đây đó chính là công tắc điện. Đây là điện nhà vệ sinh này, điện phòng chỗ khu vực bếp và điện chỗ khu vực sinh hoạt đằng kia. Còn đây là cái điều trị nhiệt độ cho sàn nhà với lại nước nóng. Đây là cái điện thoại, và nếu người ở dưới tầng 1 bấm chuông thì mình có thể nghe điện và mở cửa cho họ. Đó. Tiếp theo khu vực này là một cái điều hòa. Và cái dây điều hòa mình không hiểu sao nó lại lộ liễu như thế này, nên là mình nghĩ là mình sẽ mua một cái fabric để treo ở đây rồi chắn lại cái đấy. Cái này cũng là được chủ nhà trang bị cho. Bây giờ cùng xem trong khu vực sinh hoạt có gì nha. Ở đây là một cái cửa sổ, tất nhiên rồi. Và sau đây là một cái tủ quần áo siêu to khổng lồ. Bên cạnh là cái tủ để đầu giường nữa, tủ lạnh và máy lò vi sóng. Thì ở đây mình thuê cái phòng này là full option, nghĩa là có đầy đủ tất cả luôn. Nhưng mà vừa rồi thì mình gọi cho bác chủ nhà để bỏ cái tủ này đi, bởi vì tủ này khá to ấy. Nếu như mọi người nhìn thấy ở đây thì trời ơi, nhìn này, nó rất là to luôn. Và mình muốn nó kê giường, nên là mình nghĩ là mình sẽ bỏ cái tủ này. Sau đó là đến không gian nhà vệ sinh. Thì ở đây phòng này khá bé nên nhà vệ sinh cũng không to ấy, nhưng mà đầy đủ tất cả luôn. Chơi vào đây rất là nhiều những cái móc con kia luôn ấy. Và ở đây là một cái tủ gương thì khá là chật, nên là cái vòi nước họ cũng làm như thế này luôn ấy, là vừa nối với lại cái vòi nước tắm này và cái vòi nước rửa mặt, và có thể điều chỉnh ở đây để có thể bật các thứ. Ở đây thì siêu nhiều gương luôn, mọi người có thể nhìn thấy ở đây là một tấm gương này, cả cái bức tường này là gương luôn ý. Xong ở cái tủ này cũng là gương luôn. Hôm nay mình chưa đánh son nên mình sẽ không quay mặt mình đâu. Mình thì ở tầng 3, thế nên là cửa sổ mở ra rất thích luôn. Đây này, mở ra thì sẽ là nhìn thấy khu bên đối diện như thế này. Ở này thì mở được cả hai chiều, và có thể mở cái này để cho không khí trong phòng thoát ra. Sáng nay thì trời lại mới rơi tuyết,
nên là đường khá là bẩn. Và cái điểm đáng tiếc nhất trong phòng này mà mình cảm thấy đó chính là không có quạt hút mùi. Và vì vậy thì nó sẽ bị bắn những cái dầu ăn các thứ lên đây. Mặc dù cái cô dọn dẹp ở đây mỗi lần cho thuê xong thì họ sẽ thuê người để dọn dẹp ý, nhưng mà cái vết này vẫn còn, nên là mình đã mang baking soda sang đây để dọn lại cái chỗ này và thử cọ lại xem. Và mặc dù không có quạt hút mùi nhưng mà ở đây trong phòng này có tận 3 cái quạt thông gió liền. Một cái ở đây này, một cái ở đây và một cái trong nhà vệ sinh ở đây nữa. Thế nên là mình cũng chắc là không sao đâu. Một điểm đáng tiếc nữa đó chính là cái chậu rửa bát ở trong và cái bếp lại ở ngoài. Mình thích cái bếp ở trong hơn tại vì nấu ăn thì sẽ bị bắn các thứ ấy. Thì bếp ở trong thì mình sẽ có thể dọn dẹp các thứ luôn. Và nhưng mà tại vì bếp ở ngoài, thế nên là mình sẽ mua những cái rè mình móc vào đây để rủ xuống để chắn cái độ bắn của nó đi. Một điều mình rất thích ở cái phòng này đó chính là cái sàn này. Nhưng mọi người thấy cái sàn này không phải là sàn dán, thế nên là nếu bật sưởi lên thì sẽ cảm giác khá là an toàn. Bởi vì sàn dán mà bật sưởi thì cảm giác nó sẽ bị đột hết cả lên. Đó. Và ở đây có một điều rất là thích, đó chính là có cái khóa sắt như thế này để mình vừa khóa điện tử và vừa khóa sắt. Ở một mình thì sẽ cảm thấy an toàn hơn. À, ở đây bởi vì phòng khá bé, thế nên là thay vì xây tường, họ lại để những cái cánh cửa trượt như thế này. Vậy là trượt cả sang, cả hai bên đều trượt được ấy. Nhưng mà nó bằng kính, nếu mà mình ở một mình thì không sao, nhưng nếu bạn mình đến thì đi vệ sinh sẽ hơi bất tiện đúng không? Nên là mình chắc là sẽ mua một cái rèm ở đây, thật là kiểu vintage, rồi che lại cái phần này. Và bởi vì căn phòng này cũng chủ yếu là màu gỗ này và màu trắng, nên là mình chắc là sẽ trang trí căn phòng này một màu trắng để trông có thể rộng hơn. Và ở những cái chỗ mà cần điểm nhấn thì mình sẽ trang trí những cái kiểu hoa nhí á, cho nó xinh xắn. Mình sẽ kết thúc vlog ngày hôm nay bằng room tour lại phòng của mình và hẹn mọi người vào một ngày căn phòng này đã được trang trí nha. Bye bye. Trời ơi, nhìn thì lãng mạn lắm. Nhưng mà vừa lạnh vừa buốt các bác ạ. Mỗi lần đi qua cái cổng sau này là mình lại rẽ vào. Bởi vì trường mình đẹp quá. Hôm nay mình chỉ đứng đây thôi. Mình ghé đây. Bye bye. Sau ở đây thì tay sẽ trắng. Sau đó sẽ hơi hồng hồng. Rồi đây là trạng thái chuẩn bị đông cứng. Rồi nếu mà đi thêm một lúc nữa thì tay đỏ chắc và mất hẳn cảm giác luôn ấy. Hôm nay sẽ kết thúc bằng một cảnh tuyết thật là xinh xắn nha. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào một vlog tiếp theo. Bye bye.